cả tôi tới chợ đêm Sapa nhìn em. Ủa đi đâu hả? Lạnh quá. Để tôi cho mọi người coi bây giờ bao nhiêu độ. Hiện tại là 10 độ C nha anh em. Sapa 10 độ. Nói chuyện rất là đa khối nè. Lạnh kinh khủng luôn. Tìm tiền quá hả? Chợ đêm Sapa nè. Nãy giờ lặn rồi. Vừa mới ăn lẩu xong là qua đây luôn nè. Chắc cũng đi cỡ 2-3 cây vậy á. Kinh khủng. Rất là lạnh luôn nha anh em. Ý dạ. Nó chợ đêm Sapa. Bây giờ sẽ vô chợ đêm này tôi mua ốc mát của cái kiểu luôn. Chứ lạnh quá không được. Tiêu các bạn. Nói đi món cho ba. Quay đi. Đó. Nói đi món. Đây có những cái nón người đen rất là đẹp. Ghê không? Chó này bự, nó bự, nó coi miếng tới trong Sài Gòn. Ừ mà mấy cái gì mà trên núi hay là xứ lạnh là nó bự rồi. Cái gì trên đây cũng bự, con cá, con kia, con gà. Quá, con gì bự hết trơn. Nhưng nó lạnh quá, nó ngủ đông đúng không? Không phải nó lạnh quá, cơ thể nó phải bự ra rồi mở da nó phải dày lên thì nó mới thích hợp để cho nó giữ ấm cơ thể được. Đúng rồi. Ờ anh em. Hồi đó bự cà báo. Thấy anh em thấy à. Tôi thở mà ra khói luôn. Chuyện rất là khói là anh em hiểu. Cái nhiệt độ đây rất là lạnh nha anh em. Kinh khủng luôn. Con kia con quỷ kìa. Ừ. Nó đùa nó đổ. Ừ. Anh em thí dụ muốn đi Sapa thì nên đi vào tháng 12. Tháng 12 Noel nha anh em. Wow. Thế này người ta đang là hạt dẻ nha anh em. Hạt dẻ chưa? Wow, hạt dẻ làm vậy nha anh em, rất là nóng giòn. Wow, thơm quá. Tôi sẽ quay một vòng chợ. Tôi sẽ quay một vòng chợ Sapa cho anh em coi nha. Đó. Ở đây bán cái bánh kẹo là chợ Sapa nha. Chè lạc ngon nhất Việt Nam đấy. Chè lạc ngon nhất Việt Nam. Dạ. Ủa mà anh chuẩn tới một cái đó. Dạ cái này là cái gì ạ? Tam giác mặt. Đây gọi là tam giác mặt anh em. Nấu tiêu tam giác mặt. Ngon ngon. Dạ em rồi. Cái xe lam này giới thiệu mọi người. Và cái này là 200 nghìn. Cái này à, kiểu giống dừa anh em. Nghe mùi dừa lắm. Ngon quá. Ngon. Mùi dừa em. Cái chè không ngon, cái này ngon. Ngon. Này mùi dừa không ta? Ừ, có liền ngon. Cái chè thì nó mềm quá. Đúng rồi. Ê, lúc lát là chị kêu quay mấy em gái vô ta có thể vậy. Sao bây giờ các em gái vô tập cho anh em không? Đó, cái này là
cắt trà nha anh em. Hay là nụ nó. Cái gì đây chị ngồi dưỡng tập đây. Dạ. Chị bán đồ nướng. Hello chị. Đồ nướng anh ơi. Dạ em mới ạ. Đó, anh em có thấy chợ đêm Sapa rất là đẹp không anh em? Đó. Đây có những chị mặc đồ dân tộc rất là dễ thương xinh nha. Đó. Chị này tím. Dạ chưa. Nướng. Đó, này là hột gà nướng nha anh em. Này chắc thịt. Thịt trâu hột ngựa nè. Rất là đẹp luôn nha. Chợ đêm quá đẹp luôn. Đó là thịt ngựa. À bánh hạt dẻ. Hạt dẻ không? Nè trong. Wow. Chợ đêm này có nhiêu đây thôi anh em. Đi cỡ 100m, 150m à, là hết rồi. Cái mùi nó thơm, mùi dừa, mùi béo, mùi bơ sao á. Đúng rồi. Thôi giờ tối rồi. Chắc tối là tối mới 7 giờ. Chứ vậy giờ mày đi ăn hả? Không, nãy mới là cái hồi con giờ mày đói. Mua đồ ăn gì? Không, nói chung ở chợ này chỉ có 100m hay 150m là hết rồi nè. Nó là một con đường dài. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi tôi kết thúc clip đây nha nè. Tại gần pin. Gần hết pin rồi. Ok, hẹn gặp lại những clip tiếp theo. Nóng xem 2 phần 3 nha anh em. Thôi rồi. Bye bye. Trời chứ nữa. Này là ngày thứ hai mình ở Sapa. Cảnh teo luôn. Ở mùa độ nha. Trời kinh khủng. Dạ. Đó, anh em có thể thấy nha. Đó, sương mù qua đây nè. Nó dày đặc luôn em. Đó, siêu dày nha anh em. Ý da, cái này mình chết luôn. Đó, tắt đèn nước thú. Đèn nước thú. Thấy nè. Nó lạnh này nè. Nó có cái máy lạnh mà kiểu theo kiểu lạnh nữa nè. Cái lạnh này nó sẽ phát ra hơi nóng rồi. Đó, rất là nóng rồi. Bởi vì phòng tôi mới chịu nổi chứ thôi chịu không nổi đâu. À, thì khách sạn của tôi có bao gồm vé để ăn buffet sáng nữa. Đó cho nên là xíu tôi sẽ xuống ăn buffet sáng cho anh em coi nha. Không biết đồ ăn nó ngon không? Chắc ngon đúng không? Để coi xíu xuống ăn review cho anh em coi nha. Hiện tại thì em sẽ ăn hết thuê. Thật sự vậy. Ăn sớm rồi phải tập gym em trai. Đi anh trai ơi. Đây ừ, có sống lại luôn nè. Đó, sẽ thích thuê. Đó, cái quán rất đẹp luôn. Cái quyền chân thông. Mời tôi review cho anh em coi rồi. Chân. Đó, đèn nè. Đèn cũng phê. Quả review. Trời ơi, đây là những món ăn là nhẹ nhàng anh em. Những món nhẹ nhàng. Những món nhẹ nhàng. Hay là gì vậy ta? Phải làm chi lên. Bên đó bên đây chi mở đây nè. Đây là món gì? Cải xào. Mà cái này là cải mèo. Ôi vậy hả? Trứng chiên. Trứng đà điểu chiên. Chắc. Xúc xích. Này là xúc xích thịt ngựa xông khói. Trời ơi. Mì xào. Mì là mì bên Na Uy nhập qua. Trời ơi. Cơm chiên trong cơm chiên Tây Tạng. Tây Tạng. Cái này là gì? Phở. Phở. À phở này lấy lát mình ăn dặm này sao. Dùm cái món lẻ lẻ kia trước. Vậy đó. Không giờ lấy dĩa gấp rồi ăn đi. Đi đây nè. Hả, quý khách vui lòng lấy đủ không lãng phí đồ ăn. Ăn xong cơm thì chắc. Đúng rồi, ăn cơm rồi no tới trưa luôn. Ủa, bà bê lấy phở ăn rồi. Cơm cái gì cũng đừng.
mình ăn với ốc la và cua ốc thất bại rồi. Ừ, ăn vậy ơi, bên đây có bánh mì nướng rồi tính nè. À, bánh mì nướng bông qua đi có cà phê. Ừ, lát nó pha đi cà phê uống. Giờ em trai cứ lấy đồ ăn của em trai trước đi. Chứng chứng là có mấy cá rồi, để tôi bị cái tranh thủ tôi lấy. Lấy cá nữa. Anh nào ăn chung với mì hả? Ăn cho đỡ ngán. Bắt vô đi ăn cho đỡ ngán. Cái này là cái này là đặc sản. Ăn vô là trở thành người mèo luôn. Đó. Ăn cái này nữa nè. Ăn chuối luôn. Đúng rồi hả? Mọi người đã ăn được còn một lần. Anh Đức ăn hai dĩa mà thấy một cảm tối. Cảm ơn tại mình làm việc nhiều quá, tập gym mà đỡ cho mình là vận động viên thể hình, ăn phải như vậy mới được. Thể hình như anh Đức ăn một dĩa, đúng một dĩa nhất luôn. Đức cũng quá trời, các bạn Đức chết luôn. Cái này tôi tưởng là phở bò. Ai ngờ anh là bún gà. Bún gà. Giờ tôi phát hiện được một điều là ở trên núi người ta không có thịt bò nhiều. Ở đây người ta ăn thịt trâu, thịt ngựa nhiều. Đúng đúng đúng. Vì có nào có nhà bún ngựa không? Nghèo quá anh trai. Chưa ăn ngựa nào không biết ra sao. Thôi à, tôi chuẩn bị tôi đi cái cát hiểu không? Đi biển cát. Bạn cát cát nè. Có tôi sẽ quay review cho anh em coi. Thôi, anh em ơi, đây là buổi sáng sớm lúc 8 giờ sáng ở ngoài Sa Pa nha anh em. Trời, ta nói nó lạnh. Ê, lạnh kinh khủng anh em. Tôi nói chuyện ra khói luôn anh em à. Rất là kinh khủng luôn anh em. Đó, đây là ngoài Sa Pa nè anh em. Trời ơi, sương mù nó dày đặc luôn. Không thấy trời đất gì luôn. Đây, mưa phùn nè anh em. Đó, nó ướt xe ra luôn nha. Cái này là tôi phải đợi tới buổi trưa trưa anh em. Thì tôi coi buổi trưa trưa là cỡ 15-16 độ. Đó, 14-15 độ. Chắc nó mới đỡ lạnh với lại đỡ sương nha anh em. Chứ giờ mưa quá tôi không có lên cái đồi cát cát được. Để chụp hình cho anh em coi được, để review cho anh em coi được. Giờ quá lạnh anh em ơi. Đó, tôi sẽ quay. Rất là lạnh. Cái sạn của tôi nè anh em. Nói chung là ngoài trời đang rất là lạnh nha anh em. Nhưng mà có hai lớp không chịu nổi luôn. Cái này là phải mặc 3-4 lớp mới chịu nổi anh em. Wow, nói chung là rất là lạnh. Trời ơi, lạnh kinh khủng anh em. Thôi tôi review cho anh em coi thôi. Chứ tôi chạy vô đây, lạnh quá chịu không nổi anh em. Nói chuyện mà ra khói luôn á. Ây da, rất là lạnh anh em. Nói chung là đi Sa Pa thì trải nghiệm cảm giác lạnh vậy thôi. Chứ hả, sống ở đây luôn mà lạnh chết. Đó, cái tôi rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, view hiện ngắm ở đây. Đó, cái phòng tôi là phòng này nè anh em. Đó, phòng tôi là phòng này nè. Cái nó chạy vô. Đúng, cái chỗ này đẹp lắm anh em. Có mấy cái đồ giày mà kiểu đi mưa á anh em. Chiên đi mưa. Cũng quá à, chết tâm luôn. Đó, ở đây là có một cái chỗ sống ảo rất là đẹp nha anh em. Đó. Đó, chị Vi đang có mảng rồi nè. Còn đi có mảng đẹp nè. Dữ hơi lạnh. Ra đây chắc cỡ sống ảo có 5 phút là chạy vô nè. Lạnh quá. Trời ơi, sao mình thấy mình lạnh cái gì vậy? Lạnh kinh khủng luôn á. Trời ơi, nó này rất là đẹp. Ở ngoài là trời khói. Bây giờ em hỏi đây. Đẹp. Đó, ở trong đây là cái phòng tôi nè. Đi chổng là phòng tôi, còn ở phòng tôi bước ra đây mấy bước. À, ra đây. Đó. Lạnh quá mình phải nó chạy. Trời ơi, lạnh quá anh trời. Đó, ở ngoài rất là cực khói. Hiện tại là tôi đang đi lên cái
tuyết quá. Phải không? Mẹ cái này của em. Lại lên chị đi. Con này của em mới mua. À hả. Công nhận cửa hàng bán đồ rẻ thiệt luôn á. Cái gì cũng rẻ. Bởi hôm nay tôi vô tôi mua rất là nhiều đồ luôn. Tôi với bà V là mua này găng tay nè, khăn hoàng cổ nè, nốt nè, mua thêm 10 con cá chép về làm quà cho các bạn ở Hà Nội. Cái này là thịt trâu được tính. Cho chàng trai ấy thôi, anh quyết định dừng lại vì anh biết trong tim người ấy không có anh. Trước khi lên đỉnh Khai Sa Băng anh em, tôi phải bổ sung năng lượng cái đi mua mấy trái khoai lang nướng nữa anh em, cho nó mắm ăn nó ấm cái bụng đó anh em. Có ngoài trời rồi, trời ơi, hôm qua anh em thấy không, nắng đẹp không có sương, giờ sương quá trời hả, chỗ không có bán hả? Vừa mệt nữa anh em. Tôi nói thiệt anh em, trời lạnh á, chỉ muốn ở trong phòng đắp chăn ngủ thôi. Rồi xong. Chưa bán anh em, ở đây nè, bán đồ nè. Chưa bán rồi em ơi. Buồn luôn, thôi vô quay lại. Để xíu mua vé Phan Xí Băng. Đúng một người ta đang ở đâu. Đây, đây là một cái chỗ để mình đi Sa Pa nha anh em. Ủa, mình đi lên Phan Xí Băng. Tại vì hiện tại là tôi nghe những địa phương nói là ở đầu cái cát anh em nó rất là sương mù luôn, mà trên đỉnh Phan Xi Păng thì nó nắng đẹp, cho nên tem tôi quyết là sẽ lên Phan Xi Păng chứ anh em. Đó, tại vì nghe nói là ngày mai là nó sẽ mưa, cho nên đi Phan Xi Păng được đâu, cho nên là hiện tại là đang nắng, cho nên mình phải đi Phan Xi Păng chứ anh em. Đó, giờ tay tôi sẽ đi Phan Xi Păng, lúc đó là tôi sẽ lên review cho anh em coi đỉnh núi cao nhất của Việt Nam mình. Yeah, nóc nhà của Việt Nam. Tâm Hương hả? Là Đông Nam Á hả? Vậy luôn. Ai biết đâu. Chú gì? Chú gì? Ồ, là con chim Việt Nam. Ồ. Đó, đỉnh Phan Xi Păng nha anh em. Đó, từ
giờ sẽ bước vô mua vé rồi hả, review cho anh em coi nha.